Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 585 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đúng là rất đặc biệt, Niên Hoa, có lẽ chúng ta đã có thể lợi dụng châm bạc này để tu luyện khí kình, nâng cao cảnh giới. Bạch Nan Ly nhỏ giọng đáp. Thẩm Liên Hoa nặng nề gật đầu. Trước kia lúc tu luyện, một khi khí kình khô kiệt thì phải mất ít nhất một ngày để khôi phục. Nhưng có châm bạc này thì lại dồi dào trong chớp mắt. Như vậy thì tốc độ tu luyện sẽ nâng cao gấp mấy lần. Mau, tiếp tục huy động khí kình. Được. Hai người trở nên nghiêm túc. 5 tiếng trôi qua, cuối cùng hai người vẫn mệt mỏi ngã lăn ra đất. Lúc này, cả người bọn họ ướt sũng mồ hôi. Cho dù Lâm Minh dùng châm bạc cũng không thể khôi phục khí mạch của bọn họ. Bọn họ chỉ mong bây giờ chết quách cho rồi. Lâm Minh đứng thẳng thắn người lên đi tới, mở nắp nồi ra. Một mùi thơm ngào ngạt lập tức tỏa khắp phòng luyện thuốc. Màu sắc rất đẹp, xem ra các anh khống chế ngọn lửa rất tốt. Lâm Minh hài lòng gật đầu, hai người vô lực nhìn anh đều không nói gì. Chỉ thấy Lâm Minh lấy 2 viên đan dược trong nồi ra, ném cho bọn họ. Uống đi. Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly nhìn thấy 2 viên đạn được lăn lông lóc ở bên cạnh, hai mắt trợn tròn, tỏ vẻ đầy kinh ngạc và kinh dè. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều không dám uống. Sao? Sợ hả? Lâm Minh liếc mắt nhìn hai người, mỉm cười. Thần Y Lâm, đây là thuốc gì vậy? Bạch Nan Ly chần chừ một lát rồi nhỏ giọng hỏi. Xem ra các anh vẫn chưa tin tưởng tôi. Lâm Minh mỉm cười đáp. Các anh nghĩ tôi sẽ hại các anh sao? Nếu tôi muốn giết các anh thì không cần phải dùng thủ đoạn này. Các anh cứ yên tâm đi, sao các anh cứ sợ sệt thế này thì ngày nào đó tôi cho các anh thuốc giải, chắc các anh cũng không dám uống nhỉ. Những lời nói này khiến bọn họ bừng hiểu ra. Đúng vậy, ngày nào đó anh đưa thuốc giải mà hai người bọn họ cũng nghi ngờ kiêng dè như vậy thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội lấy lại tự do sao? Nan Ly, Thẩm Liên Hoa ngoảnh sang gọi, mặc kệ đi, kiểu gì cũng chết mà. Bạch Nan Ly cắn răng nhặt đan dược lên nhét vào miệng. Viên đan dược chui vào bụng, Bạch Nan Ly nhắm mắt lại, nhưng chỉ trong chưa đến 10 giây. Phù, anh ta thở hắt ra, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt giãn hẳn ra. Nan Ly, anh thấy sao rồi? Thẩm Liên Hoa cuống lên, khó nhọc đứng dậy, tức giận gầm lên với Lâm Minh. Quả nhiên anh đã hạ thuốc độc, đồ độc ác. Ai bảo với cô đây là thuốc độc? Lâm Minh bình thản nói, không phải thuốc độc thì tại sao Nan Ly lại thế này? Đôi mắt Thẩm Liên Hoa đỏ ngầu, tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhưng đúng lúc này, Bạch Nan Ly lên tiếng. Liên Hoa, cô hiểu lầm thần y rồi. Đây không phải là thuốc độc, là thuốc bổ, đại bổ. Giọng nói của anh ta còn mang theo chút kích động. Sau đó ngồi xếp hàng, nhắm hai mắt lại, toàn thân xuất hiện sự dao động kỳ lạ, khí tức toàn thân như muốn thăng hoa. Đây là đột phá. Thẩm Liên Hoa ngây người ra. Thuốc này không những khôi phục thể lực của tôi mà còn khiến tôi có được trạng thái trước nay chưa từng có, còn tăng cường khí mạch của tôi, chỉ dẫn khí ý của tôi. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy toàn thân sáng tỏ thông suốt. Liên Hoa, cô mau uống đi. Bạch Nan Ly vừa ngồi thiền vừa vội nói. Thẩm Liên Hoa có chút khó tin, sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn bỏ viên đan dược kia vào miệng. Cô ta có chút khó nhọc nuốt nó xuống, nhưng đan dược vừa vào bụng, cảm giác kỳ diệu bỗng dâng lên. Thẩm Liên Hoa vẫn chưa kịp phản ứng. Vèo, một luồng khí lưu ấm áp như gió xuân bỗng lấp đầy từng khí mạch, vuốt ve từng tấc máu thịt toàn thân của cô ta. Khoảnh khắc đó, Thẩm Liên Hoa cảm giác mình như sắp hóa, cơ thể suýt nữa không đứng vững, sắp phải ngồi xuống đất. Dễ chịu quá, cảm giác này thật là dễ chịu. Cô ta cảm thấy giọng nói của mình cũng đang khẽ run rẩy. Thế nào, đây có được coi là thuốc độc không? Lâm Minh nhìn Thẩm Liên Hoa bình thản hỏi. Thẩm Liên Hoa có chút ngại ngùng, không biết nên trả lời thế nào. Tôi sẽ cho các anh nửa tiếng để khôi phục. Sau nửa tiếng thì tiếp tục công việc. Lô thuốc này cần số lượng rất nhiều, chúng ta phải tăng ca. Lâm Minh bình thản nói rồi tiếp tục vùi đầu vào việc luyện thuốc. Nhưng vừa được một đêm, sáng sớm hôm sau, Tần Bách Tùng đã gõ cửa phòng luyện thuốc. Lúc này, Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly vẫn đang đắm chìm trong sự kỳ diệu của đan dược mà Lâm Minh ban cho. Chưa phát hiện ra Tần Bách Tùng đã bước vào. Lâm Minh dừng công việc trong tay, ngoảnh nhìn lại. Sao thế? Có một cô gái đến tìm thầy.
Không chờ Tần Bách Tùng nói xong, Lâm Minh đã biết là ai, anh lập tức đến phòng họp. Lúc này, Thần Võ Tôn đang ngồi trong phòng họp, vắt chéo hai chân uống trà. Thấy Lâm Minh đi vào, khuôn mặt của bà ta lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Không ngờ, cậu lại chính là thần Y Lâm của Giang Thành, đúng là khiến tôi bất ngờ. Nhưng như vậy thì cậu không muốn chữa cho tôi cũng phải chữa rồi. Nếu không, tôi sẽ nói cho thiên kiều hạng nhất biết thân phận của cậu, cậu chết là cái chắc. Thần Võ Tôn nheo mắt nói. Nếu bà đã nói như vậy, thì e là vết thương trên người bà phải chữa mất nửa năm rồi. Lâm Minh lắc đầu đáp. Sao? Cậu còn dám kéo dài à? Có tin bây giờ tôi sẽ đến ngay Thánh Sơn, vạch trần cậu không? Đến lúc đó cậu sẽ không trốn dung thân đâu. Thần Võ Tôn lạnh lùng hừ mũi nói. Nếu bà nhất quyết muốn làm vậy, thì cùng lắm là đồng quy vô tận chứ gì? Thần Võ Tôn đại nhân, tôi bảo bà đến đây là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Minh tôi không quan tâm những chuyện này. Nếu không, tôi cũng không đối đầu với thiên ma đạo rồi. Nếu bà nghĩ dùng thiên kiêu hạng nhất có thể dọa được tôi, thì bây giờ bà hãy đến Thánh Sơn ngay đi. Lâm Minh mỉm cười, nói đầy thoải mái. Cậu... Thần Võ Tôn đánh mắt lại, sâu trong đáy mắt lóe lên sát khí nồng đậm, nhưng cuối cùng vẫn vùi nó xuống. Tôi cho cậu tối đa 1 năm, nếu cậu không chữa được vết thương trên người tôi, thì đừng nói tới thiên kiêu hạng nhất, tôi sẽ đích thân giết cậu, rõ chưa? Thần Võ Tôn đại nhân, bà yên tâm, tôi là một bác sĩ, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bà. Thế nên bà cũng phải tin tưởng hoàn toàn vào tôi, nếu không, e là khó mà tiếp tục chữa nữa. Lâm Minh cười đáp. Lúc nào thì bắt đầu? Thần Võ Tôn trầm giọng nói. Đương nhiên là bây giờ rồi. Phiền bà hãy đến căn phòng do tôi sắp xếp ở bên cạnh để điều tức 3 ngày. Lâm Minh đáp. Điều tức? Cần tận 3 ngày? Thần Võ Tôn sa sầm mặt. Lẽ nào cậu đang kéo dài thời gian sao? Đây là bước chữa trị đầu tiên. Tôi tuyệt đối không có ý kéo dài quá trình chữa trị. Tôi vẫn câu nói đó. Nếu bà không phối hợp thì việc chữa trị sẽ không tiếp tục được. Lâm Minh nhún vai. Thần Võ Tôn tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, chỉ muốn phanh thây Lâm Minh ngay lập tức. Nhưng bà ta biết mình không thể làm thế được. Chuyện đến nước này, bà ta cũng chỉ có thể kiềm chế cơn giận, nghe theo sắp xếp của Lâm Minh. Sắp xếp xong cho Thần Võ Tôn, Lâm Minh liền rời khỏi phòng họp. Tần Bách Tùng đang chờ ở bên ngoài. Thấy Lâm Minh đi ra, ông ta liền sấn tới. Đây là ai thế thầy? Tần Bách Tùng không nhịn được hỏi. Người đến khám bệnh. Người đến khám bệnh sao? Tần Bách Tùng sửng sốt tỏ vẻ bất lực. Thầy, dạo này càng ngày càng nhiều có quái nhân ở học viện của chúng ta. Cứ thế này thì sắp không chiếu nổi rồi. Lâm Minh nghe thấy thế liền ngoảnh phát lại. Bách Tùng, tôi hiểu sự lo lắng của ông. Thực ra tôi sắp xếp những người này ở học viện cũng là có mục đích cả. Ông đừng nghĩ bây giờ bọn họ ai nấy mang bệnh thì cần các ông chăm sóc. Đến lúc học viện gặp nguy nan thì vẫn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bọn họ đấy, hiểu không? Tần Bách Tùng có chút khó hiểu, ông ta không phải người trong giới võ đạo, thậm chí còn không được coi là y võ, đương nhiên không hiểu những chuyện này. Nhưng Lâm Minh thì biết rất rõ, bây giờ anh đắc tội với nhiều người như vậy, lại còn thêm một thiên kiêu hạng nhất. Nếu không lôi kéo một ít chỉ viện bên ngoài thì không thể đối phó được. Bây giờ anh coi như đã trói buộc được thần võ tôn ở học viện, như vậy thì ít nhất học viện sẽ được an toàn. Bây giờ chỉ cần sản xuất thật nhiều thuốc là đủ. Lâm Minh nhìn xa xăm, hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo anh rung lên. Lâm Minh lấy ra xem, rồi vội vàng nghe máy. Một lát sau, vẻ mặt anh có vẻ kích động, chạy thẳng về phía viện nghiên cứu của Tường Chính. Trong phòng nghiên cứu, Lâm Minh đang nghịch một viên đá thủy tinh trong suốt đầy vui vẻ. Chủ tịch Lâm thế nào? Viên đá này cũng được chứ? Từ Chính mỉm cười. Rất tốt, rất tốt. Lâm Minh vội vàng gật đầu, vô cùng hài lòng. Anh nhìn những người đang nghiên cứu, ai trông cũng mệt mỏi. Mặc dù có thuốc bổ mà Lâm Minh đưa cho, nhưng mỗi ngày đều tăng ca tới đêm thế này thì với người bình thường như họ cũng không thể chịu nổi. Để họ nghỉ 2 ngày đi, 2 ngày sau sẽ tiến hành sản xuất. Lâm Minh cười. Nghỉ ạ? À? Đám đông sáng được mắt. Đúng vậy, nghỉ 2 ngày, mọi người ăn chơi thoải mái. Chi phí do Dương Hoa trả, hơn nữa nghỉ mà vẫn được trả lương, mọi người thư giãn đi. Lâm Minh mỉm cười. Chủ tịch Lâm vạn tuế. Tuyệt quá, đám đông hoan hô. Nhưng tôi phải nói trước, sau khi ngày nghỉ kết thúc, lập tức bước vào giai đoạn sản xuất số lượng lớn, tôi cần 1.000 thiên thương phân thạch. Không thành vấn đề đúng không? Lâm Minh nghiêm túc nói. Yên tâm thần Lâm y, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành. Chắc chắn không thành vấn đề. Đám đông thề thốt với vẻ mặt đầy kiên định. Vậy thì tốt.
Lâm Minh mỉm cười, đôi mắt sáng lên, chỉ cần có đủ thiên phương thần thạch thì tốc độ và chất lượng luyện dược sẽ tăng lên rất nhiều. Tới khi đó, đối phó với thiên ma đạo Dương Hoa cũng sẽ tự tin hơn. Reng reng. Đúng lúc Lâm Minh và Từ Chính đang chìm đắm trong kiệt tác của mình thì điện thoại đổ chuông, là Mã Hải gọi điện tới. Sao thế? Lâm Minh nghe máy. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Mã Hải trầm giọng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Minh giật mình. Mấy ngày trước có một công ty mới thành lập đối diện Phụ Dương Hoa, bởi vì quy mô không lớn nên tôi không để ý, nhưng bọn họ cũng làm về thuốc, hơn nữa loại thuốc đầu tiên của họ cũng là nhồi máu não mà hiệu quả còn gấp đôi của chúng ta. Mã Hải nói giọng khàn khàn. Cái gì? Lâm Minh trố tròn mắt, anh không dám tin. Họ đã đi đăng ký sở hữu trí tuệ rồi, đồng thời cũng nhanh chóng tung ra thị trường. Thuốc của họ hiệu quả không những nhanh mà thời gian điều trị còn ngắn. Hơn nữa, giá thì lại chỉ bằng 1/3 của chúng ta. Hiện tại đã có một số bộ phận sử dụng thuốc của họ và khen hết lời. Chủ đề này cũng được lan truyền khắp mạng xã hội. Chủ tịch Lâm, sự xuất hiện của họ đã khiến cho vị trí số 1 của Dương Hoa về lĩnh vực dược liệu đang bị lung lay. Nếu bỏ mặc không quan tâm thì lợi ích của Dương Hoa sẽ bị sụt giảm đáng kể, thậm chí sẽ bị thay thế mất. Mã Hải vội nói. Lâm Minh im lặng chau mày, một lúc sau anh hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Có loại thuốc tốt hơn cho bách tính thì chúng ta nên vui mừng mới đúng. Vì dù sao mục đích của tôi khi tạo ra loại thuốc này cũng là vì muốn tạo phúc cho dân, lợi ích là thứ yếu thôi. Thế nhưng, ông đừng vội, mua một hộp thuốc đó về và mang tới công ty cho tôi. Vâng, chủ tịch. Mã Hải vội tắt máy, Lâm Minh cầm áo khoác đi tới tổng bộ Dương Hoa. Anh đi vội vàng, chẳng có người đưa đi, cứ thế ra tới cổng và bắt taxi. Vừa lên xe thì anh đã nghe thấy đoạn quảng cáo liên quan tới loại thuốc vừa nhắc tới. Bạn còn đang lo lắng về việc bị nhồi máu não, bạn còn đang phải sống với những ngày bị bệnh triền miên, bạn vẫn còn đang mệt mỏi vì tiền thuốc quá đắt đỏ. Giờ bạn không cần phải lo lắng nữa bởi vì nó đã tới rồi. Cứu tinh của những bệnh nhân nhồi máu não của Lôi Lực đã có mặt, chỉ cần hai liệu trình sẽ trả lại một đại não khỏe mạnh cho bạn, tạo dựng lại cuộc sống cho bạn. Nghe tới đây, Lâm Minh chau mày. Hai liệu trình ư? Ngắn vậy. Thuốc mà Lâm Minh điều chế ít nhất phải 5 liệu trình. Thuốc gì mà thần thánh thế, chỉ trong thời gian ngắn vậy đã chữa được cho bệnh nhân. Thật không thể tin được. Người tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy Lâm Minh chau mày bèn cười nói. Nhà anh có ai bị nhồi máu não không? Nếu có thì thử thuốc này xem, hiệu quả tốt lắm. So với thuốc của Dương Hoa thì tốt hơn nhiều, còn rẻ nữa. Vậy sao? Hai liệu trình có thể chữa khỏi thì chắc chắn là thuốc không có vấn đề chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Chắc chắn là không. Những chuyên gia của Long Quốc cũng đã lên tiếng rồi, bọn họ nói thuốc này không để lại bất kỳ di chứng gì, chỉ cần hai liệu trình thì dùng là ai cũng khỏi, hiệu quả rất tốt. Mẹ tôi bị nhồi máu não chục năm rồi, dùng thuốc của Dương Hoa dù cũng không tệ, nhưng so với loại này thì đúng là còn kém xa. Mẹ tôi mới dùng có một liệu trình mà đã gần khỏi hẳn, khỏe lắm. Người tài xế cười nói, vậy thì đúng là thuốc không tệ. Lâm Minh gật đầu, giờ khoa học phát triển, thần nhân càng lúc càng nhiều. Trước đây nhồi máu não rất khó chữa, giờ ai mà ngờ còn dễ hơn cả chữa cảm cúm. Người tài xế cảm thán. Lâm Minh mỉm cười không nói gì. Tới công ty, anh lập tức vào phòng làm việc. Mã Hải cùng với vài quản lý cao cấp của Dương Hoa sớm đã có mặt. Lâm Minh lập tức bước tới, cầm thuốc lên. Chủ tịch Lâm, đây chính là kết quả báo cáo kiểm tra thuốc và các thông tin cơ bản. Mời anh xem. Mã Hải cầm báo cáo đặt lên bàn. Lâm Minh lấy thuốc ra đưa lên mũi ngửi. Một lúc sau anh tái mặt. Chủ tịch Lâm, thuốc này thế nào? Mã Hải vội vàng hỏi. Kỳ dược. Lâm Minh cảm thán. Không ngờ có người có thể dùng ra cách này để tạo ra loại thuốc trị nhồi máu não. Thần kỳ. Đám người Mã Hải nghe thấy vậy bèn nhìn nhau. Thật muốn gặp người tạo ra nó. Lâm Minh mỉm cười nói. Chủ tịch, giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Giờ loại thuốc này đang chiếm lĩnh thị trường cực nhanh. Chẳng bao lâu nữa thuốc của chúng ta sẽ bị loại thuốc này thay thế. Đây là loại thuốc chủ đạo của Dương Hoa. Nếu bị thay thế thì cả Dương Hoa sẽ ảnh hưởng mất. Mã Hải cuống cả lên. Đúng vậy, thần Y Lâm. Giờ đối phương đã có loại thuốc giống chúng ta. Nếu như bọn họ sản xuất ra thêm thuốc viên mũi giống chúng ta nữa, thì phải làm thế nào? Dương Hoa sớm muộn sẽ bị thay thế mất. Đối phương muốn ép chúng ta tới đường cùng đây. Chủ tịch Lâm, phải làm thế nào? Chủ tịch. Quản lý cấp cao cuống cả lên, tất cả đều không biết phải làm thế nào.
Lâm Minh có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, dù sao thì bọn họ cũng dồn hết tâm huyết vào Dương Hoa, còn Lâm Minh chủ yếu là quản lý nên tình cảm dành cho công ty không nhiều như bọn họ. Đương nhiên, cũng là vì họ nhận được rất nhiều lợi lạc, vinh hoa phú quý từ công ty. Không có việc gì thoát được nguyên tắc đào thải. Thời đại tiến bộ nhiều rồi, thế giới luôn phát triển, vạn vật luôn tiến bộ, vậy nên thuốc của chúng ta cũng không thể là duy nhất được, bị đào thải cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, vì vậy các vị cũng đừng có lo lắng. Lâm Minh cười nói, đám đông á khẩu. Chủ tịch Lâm, vì vậy chúng ta không làm gì sao? Mã Hải há hốc miệng. Đương nhiên là không thể ngồi yên. Đối phương chiếm thị trường của chúng ta, thì chúng ta phát triển phương thuốc mới, mở ra thêm thị trường mới. Đám đông nín thở, Mã Hải bước lên trước vài bước. Chủ tịch, ý của cậu là... Tôi đã chuẩn bị thuốc mới rồi, bao gồm phong thấp và sỏi thận. Đợi Tần Bách Tùng mang tới thì mọi người có thể đưa đi đăng ký quyền sở hữu, sau đó đi bán. Lâm Minh mỉm cười. Tôi biết là chủ tịch Lâm có cách mà. Mã Hải cười ha ha. Đám đông cũng thở phào, bọn họ chẳng có gì nghi ngờ về y thuật của Lâm Minh. Đây là thần y Lâm nổi tiếng cơ mà. Nhưng các vị cũng đừng chủ quan, đối phương lập công ty đối diện chúng ta thì chắc chắn không phải là trùng hợp. Vẫn phải cử người đi điều tra. Nếu như đối phương chỉ đơn thuần muốn cạnh tranh thì không cần phải chèn ép họ làm gì. Y dược là tạo phúc cho dân, chúng ta hoan nghênh cạnh tranh vì điều đó mang lại lợi ích cho dân. Vâng, chủ tịch, bọn họ gật đầu. Đúng lúc này, người thư ký vội vàng chạy vào với vẻ mặt hoang mang. Chủ tịch Lâm, Mã Tổng không hay rồi, cảnh sát tới rồi. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, tất cả đều sững sờ khi thấy cảnh sát bước vào. Mã Hải lập tức nhận ra ngay, một người mà ông ta quen đó chính là Trương Văn Hoa. Trương Văn Hoa, sao mọi người lại tới vậy? Mã Hải cảm thấy bất ngờ. Mã Tổng, thật sự xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới đây là vì muốn mời Chủ tịch Lâm đi với chúng tôi một chuyến để điều tra. Trương Văn Hoa tỏ ra bất lực, rõ ràng là người này cũng không muốn bắt Lâm Minh. Cảnh sát Trương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh chau mày, cảm giác có gì đó không ổn. Thần Y Lâm, có vài người sau khi dùng thuốc của công ty Dương Hoa thì đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ, đều phải nhập viện. Sau khi bọn họ ra viện đã báo cảnh sát, chúng tôi đành phải mời cậu đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Cậu yên tâm, sẽ không lâu đâu. Trương Văn Hoa tỏ ra bất lực. Cái gì? Đám đông sững sờ, Trương Văn Hoa chưa nói xong thì đã có người khác chạy vào. Mã Tổng, thông tin từ bên bộ pháp vụ mới gửi tới, công ty Lôi Lộc kiện Dương Hoa và chủ tịch Lâm của chúng ta rồi. Người trợ lý đưa một phong bì tới. Công ty Lôi Lực sao? Lâm Minh đọc thử, mặt tái nhợt. Chính là công ty đối diện công ty chúng ta. Mã Hải nói. Tôi muốn cạnh tranh công bằng mà đối phương lại không. Lâm Minh thản nhiên nói, khuôn mặt anh dần trở nên lạnh tanh. Cảnh sát tới yêu cầu kết hợp điều tra không phải chuyện gì lớn cho lắm. Danh tiếng của Lâm Minh ở Giang Thành vẫn còn đó, vì không phải loại thuốc nào đối phương cũng có thể đánh bại được. Chỉ cần là người có não thì đều hiểu đối phương đang cố tình vu oan giáng họa cho anh. Người bình thường làm gì có chuyện đi kiện một thần y Lâm đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người chứ. Sự xuất hiện của công ty Lôi Lực khiến cho vị trí của Dương Hoa trong lòng đám đông bị dao động. Quả nhiên, đợi khi Lâm Minh rời khỏi đồn cảnh sát, trở về Dương Hoa thì đã có rất nhiều người đứng ở trước cửa công ty, rồi ai cũng la hét ầm ĩ. Công ty độc ác, vì tiền mà hại người cút khỏi Giang Thành đi. Thần Y Lâm là kẻ bắt lương, cút khỏi Giang Thành đi. Thần Y Lâm bán thuốc giả, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Tẩy chay Dương Hoa, tẩy chay thần Y Lâm. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, âm thanh rất lớn khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn. Những người được Dương Hòa chữa khỏi hoặc là được chăm sóc tại Huyền Y Phái không chịu được nữa, bèn đứng ra đối chất. Các người là ai vậy? Dựa vào cái gì mà hủy hoại danh tiếng của thần Y Lâm? Thần Y Lâm là người tốt, cậu ấy chữa khỏi bệnh cho biết bao nhiêu người, sao các người có thể vu oan như thế chứ? Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước tới hét lớn. Chúng tôi không hề vu oan, tên đó đúng là ác mà. Mẹ tôi dùng thuốc của công ty họ bị biến thành tàn phế kia kìa, không tin thì bà xem đi. Một người đàn ông hét lớn, sau đó đẩy một người già ngồi bất động trên xe lăn ra. Người phụ nữ kia giật mình, hử giọng. Mẹ cậu bị liệt sao có thể trách thần Y Lâm được? Thế nếu tôi uống thuốc cảm xong mà bị ngã thì cũng nói là do thuốc cảm hại tôi chắc. Bà ơi là bà, tôi bêu xấu người khác làm cái gì chứ? Tôi có chứng cứ đấy. Đây, bà xem đi. Đây là giấy khám bệnh của bệnh viện. Có viết rõ đấy, nguyên nhân mẹ tôi bị liệt là do dùng thuốc của Dương Hoa gây ra. Người đàn ông lấy ra một tờ giấy, giơ lên cao. Đám đông nhón chân lên xem, thế nhưng chữ trên tờ giấy quá nhỏ, chẳng nhìn rõ được thứ gì.
Đám đông bàn tán xôn xao, chẳng ai biết thật giả thế nào. Lẽ nào là thật? Thế nhưng, người nhà tôi trước giờ luôn dùng thuốc của thần Y Lâm mà có sao đâu. Lẽ nào, giờ vì tiền, chuyện gì người ta cũng làm được, ai mà biết được nội tình có gì hay không? Không thể nói như vậy được, bố tôi nếu không dùng thuốc của Dương Hoa thì đã mất từ lâu rồi, dù có chút tác dụng phụ thì vẫn có thể chấp nhận được. Thế nếu bố của anh mà bị liệt thì chẳng phải là sống không bằng chết? Tôi cảm thấy chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Hiện trường sục sôi, người của Dương Hoa đều thất kinh, đội trưởng đội bảo vệ dẫn theo một nhóm bảo vệ tới dẹp loạn. Những kẻ biểu tình lập tức cao giọng. Dương Hoa đánh người rồi, Dương Hoa đánh người rồi. Mọi người mau lấy điện thoại ra chụp, Dương Hoa đánh người. Người đội trưởng sững sờ, bọn họ còn chưa chạm vào một cọng lông của đối phương mà đã bị đổ vấy như vậy. Lần này thì mọi người đã hiểu ra ý đồ của đối phương rồi, đó là đối phương cố tình tới làm loạn. Thế nhưng rất nhiều người không hiểu rõ sự việc, chỉ biết lấy điện thoại ra chụp và tung lên mạng. Hiện trường hỗn loạn thật sự, tình thế đã vượt tầm kiểm soát. Đúng lúc này có tiếng hô vang lên. Tất cả dừng tay. Ngay sau đó một bóng hình lao vào, đám đông vội dừng lại, nhìn về phía người này. Thần Y Lâm! Thần Y Lâm tới rồi! Thần Y Lâm! Mọi người đừng làm loạn, thần Y Lâm tới rồi! Tất cả dần ổn định, đội bảo vệ lùi về sau. Những người biểu tình thì vẫn tỏ ra kích động lao về phía Lâm Minh và chỉ trích anh. Lâm Minh vô cùng bình tĩnh. Các vị, đừng kích động. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Nếu mọi người có cố tình làm loạn, thì tôi đành phải nhờ cảnh sát tới xử lý. Dứt lời, tiếng ồn ào mới lắng xuống bớt. Kẻ cầm đầu vẫn tức lắm, hắn ngạo mạn nói. Thần Y Lâm, mẹ của tôi vì dùng thuốc của anh mới bị liệt, anh định trả lời thế nào? Mẹ của anh ở đâu? Lâm Minh hỏi. Ở đây. Người này đẩy bà cụ tới trước và lại hét lớn. Các vị, mọi người xem, mẹ tôi uống thuốc của tên khốn này mới bị như thế. Kẻ vô lương tâm này vì kiếm tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được. Mọi người cùng tôi tẩy chay thuốc của Dương Hoa, đuổi thần Y Lâm ra khỏi Giang Thành đi. Tẩy chay Dương Hoa, tẩy chay Dương Hoa, tẩy chay. Đám người biểu tình hô lên, Lâm Minh không hề lên tiếng, chỉ bước tới định bắt mạch cho bà cụ. Thế nhưng người đàn ông lập tức ngăn lại. Anh định làm gì? Người này tỏ vẻ cảnh giác. Tôi muốn bắt mạch cho bà cụ để xem tình hình của bà ấy thế nào. Lâm Minh điềm đạm nói. Bắt mạch? Tôi thấy anh đang muốn hại mẹ tôi thì có. Anh thật độc ác. Người đàn ông hét lớn. Lâm Minh lắc đầu. Nếu tôi thật sự muốn hại người thì lại chẳng lẽ làm trước mặt đám đông. Anh không dám để tôi bắt mạch cho mẹ anh thì rõ ràng là anh chột dạ. Lẽ nào mẹ anh không bị làm sao? Anh cố tình ở đây lừa người à? Cái gì? Anh đừng ăn nói lung tung. Tình hình của mẹ tôi được bệnh viện chuẩn đoán hẳn hoi. Giấy tờ vẫn còn ở đây. Người đàn ông lại giơ giấy tờ chuẩn đoán lên. Vậy sao? Lâm Minh dù sao vẫn có thể nhìn rõ được nội dung trên đó. Giấy kết quả kiểm tra của anh không có chữ ký của bác sĩ, cũng không có ghi chú là bệnh viện nào, thì không được coi là một báo cáo chính quy, không có sức thuyết phục. Hơn nữa, tôi hỏi anh, bệnh viện nào viết giấy này cho anh, có thể nói được không? Lâm Minh hỏi. Điều này... Người đàn ông ấp úng, anh không cho tôi bắt mạch cho bà cụ, cũng không nói rõ là bệnh viện nào kiểm tra cho anh, thì tôi nghĩ anh khó mà thuyết phục được người khác tin anh đấy. Nếu như anh nhận tiền của người khác bôi nhọ tôi, thì tôi hy vọng anh nên chuẩn bị cho kỹ, đừng để lộ ra sơ hở gì. Anh thấy sao? Lâm Minh cười thản nhiên. Người đàn ông đỏ tai, còn định nói gì đó, nhưng đám đông xung quanh anh ta đã nổi giận. Chắc là nhận tiền rồi bôi nhọ danh dự người ta rồi, loại này là đáng sợ nhất. Đại lừa đảo. Dám bôi nhọ thần Y Lâm, không thể tha thứ được. Không ít người chửi rủa. Không phải, mọi người nghe tôi giải thích, rõ ràng thuốc của anh ta. Người đàn ông cuống cả lên, không biết phải làm thế nào. Nhưng lúc này có một giọng nói khác vang lên. Triệu Khoan. Ai gọi tôi đấy? Người đàn ông giật mình, vô thức đáp lại. Một bóng hình lao vào đám giữa. Và trừng mắt, gào lên. Đồ chó má này, cuối cùng thì ông cũng được tìm mày rồi. Trả tiền đi. Hả? Anh Xà, anh, sao anh lại ở đây? Người đàn ông sợ hãi nói. Tại sao tao lại không thể ở đây? Bớt nhảm lại. Người tên anh Xà hét lớn. Anh quen người này à? Lâm Minh bước tới hỏi. Đương nhiên là quen, nó đánh bạc thua. Hỏi vay tôi cả mấy trăm nghìn tệ. Nhà cũng bán rồi, giờ trả không được nên trốn chung trốn lủi. Tôi tìm mà không thấy tăm hơi nó đâu. Cuối cùng tôi nghe nói nó đột nhiên về nhà, đưa mẹ nó bị liệt tới đây, nên tôi đuổi theo. Người tên anh Xà hừ giọng, chỉ tay thẳng mặt Triệu Khoan và chửi. Mày đúng là ác thật đấy.
Mẹ mày liệt cả chục năm, mày chuồn đi mất, giờ về đưa bà ấy tới đây gây chuyện. Mày hiếu thuận gớm. Cả hiện trường bàng hoàng, sự thật đã quá rõ ràng. Có lẽ mẹ cậu ta đã bị biệt từ lâu. Khốn nạn, dám hãm hại thần Y Lâm. Đồ xúc sinh, loại này phải đập cho trận. Đám đông không nhịn được nữa, có người chửi bới, có người lao lên định đánh người đàn ông. Người đàn ông cứ thế bỏ chạy, bỏ mặc luôn cả mẹ mình. Người bảo vệ lập tức giữ hắn lại. Những kẻ khác hùa theo hắn, cũng định chuồn đi, nhưng cảnh sát đã kịp thời chặn lại hết. Người đàn ông và đám người hùa theo bị cảnh sát bắt đi, còn bà cụ thì được Lâm Minh cho người đưa tới Học viện Huyền Y Phái điều trị. Mặc dù sự việc đã kết thúc một cách viên mãn, nhưng sắc mặt Lâm Minh vẫn cứ tối sầm. Thần Y Lâm, anh đừng lo lắng, chúng tôi luôn ủng hộ anh. Đúng vậy, thần Y Lâm, chúng tôi không bao giờ tin lời của đám người đó. Chắc chắn là anh rất ok, là do bọn họ bôi nhọ anh mà thôi. Ủng hộ thần Y Lâm, ủng hộ thần Y Lâm. Người dân hô hoan cứ như đang ủng hộ cho idol của mình vậy. Cảm ơn mọi người. Lâm Minh mỉm cười rời đi. Bên trong công ty, Mã Hải đang đợi anh. Thực ra người tên anh Xà không phải tìm được tới đây, mà là sau khi sự việc xảy ra, Lâm Minh cho người lập tức điều tra lai lịch của kẻ gây sự, báo cho anh Xà nên sự việc mới được giải quyết như thế. Sự xuất hiện của anh Xà khiến đám đông biết rằng người đàn ông kia đang cố tình gây sự. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã chụp được sự việc và tung lên mạng. Mạng xã hội bây giờ quan trọng lượt xem, chỉ cần có được lượt xem thì những người tung thông tin có thể làm bất cứ điều gì. Ví dụ như khi họ phát video chỉ phát phần đầu, không phát phần sau, như vậy sẽ gây ra sự hiểu lầm cho cư dân mạng. Tin dữ thì thường đồn xa, cư dân mạng thì chỉ nhìn sự việc ở mặt chủ quan. Một khi họ cho rằng đó là sự thật thì họ chỉ còn đợi chân tướng được công bố mà thôi. Và khi chờ đợi, họ sẽ nảy sinh sự nghi ngờ và sự không chấp nhận. Giải thích với công chúng, giải quyết dứt điểm về sự việc này, không ảnh hưởng về sau nữa. Ngoài ra, cần nghiêm ngặt đề phòng sự việc tương tự xảy ra. Tôi không tin tình huống này chỉ có một lần đâu. Lâm Minh trầm giọng. Vâng, chủ tịch. Mã Hải khẽ cúi người. Chủ tịch, đối phương còn gây sự tiếp sao? Từ Thiên thấy không hiểu. Có nhiều khi bôi nhọ nhiều lần thì người đời sẽ tự động cho rằng bạn bạn nhận thật, và như thế tin đồn nhiều sẽ khiến nhiều đối giả mặc nhiên biến thành sự thật. Lâm Minh nói. Đám đông tái mặt gật đầu đồng tình. Lúc này thư ký gõ cửa bước vào trong. Chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch, có vài vị khách muốn gặp anh. Là ai thế? Lâm Minh tò mò hỏi. Nếu là phóng viên thì thôi, để cho bộ phận đối ngoại tiếp đi. Mã Hải nói. Không phải phóng viên, bọn họ tự xưng là người của công ty Lôi Lực. Người thư ký vội nói. Công ty Lôi Lực sao? Mọi người giật mình. Tiền lễ hậu binh mà, xem ra công ty Lôi Lực lại thích làm ngược lại. Lâm Minh gật đầu. Đưa họ vào đi. Vâng, người thư ký lập tức chạy đi. Một lúc sau có vài người mặc trang phục cách mạng bước vào, đi đầu là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Người này đeo kính râm để lộ vẻ dương dương tự đắc. Vừa bước vào phòng thì hắn đã đặt mông xuống ghế, vắt chân lên. Tôi vốn không định làm mấy việc đã lãng phí thời gian đâu, định vào thẳng lây luôn. Nhưng người của tôi nói là cũng nên lịch sự, nên tôi mới bảo thư ký đi thông báo cho anh. Người thanh niên mỉm cười, chẳng thèm nhìn Lâm Minh lấy một cái. Các hạ là ai? Lâm Minh điềm đạm châm thuốc. Tôi tên Phong Tiếu Thủy. Còn tôi tới từ đâu thì chắc anh sẽ rất hứng thú đấy. Người thanh niên nheo mắt cười. Anh tới từ đâu? Lâm Minh chau mày. Thần Y Lâm còn nhớ thần hỏa thánh nữ không? Người thanh niên cười. Lâm Minh đanh mặt khi nghe thấy vậy. Anh là người của Tử Vực. Thần Y Lâm, lần này tôi tới đây là để nói cho anh biết anh đã nằm trong danh sách đen của Tử Vực rồi. Chúng tôi sẽ tấn công anh sớm thôi. Anh sẽ chết không toàn thây. Đương nhiên, trước đó thì chúng tôi vẫn cho anh một cơ hội. Đó là nếu anh chịu cống hiến, chịu thần phục thì sẽ giữ được tính mạng của mình, nhưng vẫn phải chịu phạt. Đó là phải làm việc ở Tử Vực cả đời. Nếu anh đồng ý thì lập tức quỳ xuống, thể hiện lòng trung thành và sự hối hận của mình đi. Rõ chưa? Người thanh niên mỉm cười, giọng điệu ngạo mạn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thế nhưng thân phận của anh ta khiến người khác không dám khinh suất. Từ Thiên siết chặt nắm đấm, Mã Hải thì tối sầm mặt, còn Lâm Minh thì từ đầu tới cuối giữ im lặng. Phòng làm việc yên ắng kỳ lạ. Sao? Khó đưa ra quyết định như vậy à? Nếu vậy thì tôi cho anh chút thời gian để suy nghĩ nhé. Nhưng mà sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. 10 phút đi. Sau 10 phút nếu anh không chịu quỳ xuống thì coi như là anh từ chối.
Người thanh niên mỉm cười. Đây đã là thông điệp cuối cùng rồi. Tập 585 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.